Hát tiếp đi ông trời. Cá lưỡi trâu à. Dạ. Yeah. Nè. Lưỡi trâu. Ừ, lộn cá lưỡi trâu. Từ này sáng sớm chưa ai thức chưa? Ở Hồ Tràm sang ơi, mày làm gì mày thức sớm gì vậy? Má trời ghẹ luôn nè. Nhậu không? Nó mua đem về. Ơi. Đây là con gì vậy? Trứng con mực á. Ây da. Quá trời ghẹ luôn. Đây nó bò ra ngoài rồi. Tươi xanh luôn. Sao có hai chiếc thuyền vô ta? Thức sớm nhân. Ghê không anh? Ghê là cũng phía ngoài. Chưa. Ghê là sao mà nó chắc. Nhỏ mà đánh coi nó có vỏ. Nhỏ là chắc. Chưa mua. Đi vòng chứ mua. Xíu đi vòng ghé lại mua. Tàu con sứa còn kia luôn. Con này con gì chứ? Không con này nè. Ấp ấp này. Nếu yêu nhau sẽ chơi đời bên nhau. Này không có ai vô hết trơn. Đi chỗ khác coi. Ai da. Nước biển mà mặn chát trời. Về đây kiếm cá của người dân bắt vô mua nè.
chỉ mưa rồi, không có nắng mà chỉ mưa rồi. Kìa có chiếc tàu chuẩn bị chạy vô rồi. Đúng rồi, có chiếc tàu chạy vô rồi. Chưa có nắng mà chuyển mưa đang hồi rồi luôn rồi. Đi nãy giờ không thấy vàng rớt. Đòn đền nắng chưa chị ta. Xin chào tất cả mọi người. Tàu vô, tàu vô. Vẽ cái tên lên đây nè, Thảo bán kem nữa chụp hình nữa. Thôi thôi chứ làm giá đứt. Để anh làm. Cô có cái tên mày cũng không biết được mày ghi nha. Nè ghi nè, Ngọc Thảo chuyên cung cấp kem body sỉ lẻ. Xếp hàng toàn quốc. Đào vô, đào vô. Nhậu anh Toàn ơi. Không ai coi hết con quay chứ. Cởi tóc. Mày coi thôi cũng quay. Mày coi cũng quay. Ây da. Nó đi vừa thôi nha mày. Tào vô, tào vô. Ê, lại ra nó lội cái thuyền vô nè. Nói vậy chưa có gì chân nữa vậy. 9 giờ mới vô tới người. 9 giờ. Ê sao cái xe nó chạy dưới nước rồi. Dạ. Hello anh Thi Hiệu. Ra lôi tàu vô rồi. Mắc kẹt cát rồi chạy vô không hỏi. À bên anh xuống. Này hả? Đâu ít hơn giờ tới ngay nè mát mà qua đi ra cái hố cực ở đây tới đây. Ở đây lên xe này vô bắt đầu nè nó thấy chưa. Yeah. Kìa thì nó vô nhớ con thiên về, thiên về, thiên về đầy ấp cá bơm. Cái bao ghẹ người ta để đó, người ta xuống là lụm. Cái hèn nó chạy về bên kia rồi. Tắt tàu xin chào. À mẹ ơi chiều ra ta. Chiều ra ta. Ừ chiều ra ta. Có cả. Mấy cả. Chúc ông mua chứ. Chúc hả? Dạ.
chưa có về, giờ chưa mua mà không biết để đâu. Mua cải nó không cỏm không? Mua cá, mua cá. Quá trời cá chim luôn. Muốn lứ rồi. Hello, chị Trang. Quá trời cá chim luôn. Biển hồ cam. Biển hồ cam chơi. Cá đó nhiều ký chứ? 6 trăm. Ha, 6 trăm. Sáu trăm một ký cá chim. Hết sức. Cá chim hỏi nguyên ký 600 ngàn ký. Hôm qua mua con 180 ký hả? Wow. Mày... Hôm qua mua 350 ký hả? Ừ. Mua 300. Bữa nay mua 600 ngàn ký. Hết sức rồi. Sướng he. Chạy xe ngồi ê đứt luôn á. Chạy sướng không? Để xe ngồi ê đất luôn. Cái bịch ghẹ của người ta để nè. Mấy con số bên kia luôn Thảo. Thảo ơi. Hai con số nè. Con số nè. Còn hai con cực lắm con cực. Rồi. Nước là nội luôn. Đẹp quá thôi. Ơi 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 ơi. Nguyên dài áp luôn. Hết hồn. Điên cuồng hay chứ. Sứa. Sứa đụng vô chân hết hồn. Đây ai ăn ốc không mua ốc về cho ăn nè. Đi xe máy luôn. Đi phượt luôn. Ê. Kiếm cái gì lụm về cho Hạnh nè. Đang con nè. Đây con nè. Bỏ bịch nó ra coi. Đưa bịch coi. Rồi. Đem cho biển đem ốc về. Này đem về cho anh Khang nè. Về gắn muối nhậu. Ê, đi dài dài dưới kia coi ơi. Dưới kia thiện vô nhiều hơn kìa. Nếu yêu nhau sẽ chờ về bên nhau. Đi vậy? Đâu rồi, anh Quyện đâu ta? Anh Quyện chưa thức nữa. Sao không? Ừ. Một miếng nhất chỉ một miếng nhất. Đi xuống đây nè. Gì đâu, báo giá cá chim 600 ngàn ký hết hồn nhảy mua luôn. Nước gì đâu, gì đâu. Húng vô nữa nè. Bán mấy bè muốn gì cho nó húng à. Người ta đi bắt gần bờ thì ta đi húng. Nó đi xa thì ta đi gần thuyền nữa. Mua của ta đang ăn chim mà hỏi nó không như thế. Ơ cái kia nè.
Cái kiến. Trời, sáng sớm mà người ta cũng thức nhiều ha. Mấy ngàn người coi luôn. Ghê thiệt. Trời ơi, tăng lên like chứ vậy. Ngày mai các chất thần với chị biết em bả em bé luôn kìa trời. Sao? Ờ, ghét rồi mắt chị xinh chứ. Ở đây là như người ta vô nhiều hơn, người ta vô hướng này nhiều hơn đó. Quên hôm qua giờ cái dây áo ngực còn hay xanh luôn nè. Thiền vô, thiền vô. Nắng rồi này. Nguyễn đâu ra hết. Mời mời đẳng cấp dân chơi vô xem Nguyễn Hoài Ân nè. Nguyễn Hoài Ân chơi thích nè. Gần tái ai sáng sớm đi biển mệt chứ. Ây da, ngất trời luôn. Anh vào luôn ha. Cá còn sống luôn. Còn có chi vậy đó. Đi mẹ. Đã rồi. Có rồi. Hay biết. Cái vô. Anh làm nghe. Cái vô. Đây à, ông bác. Tôm cua cá gì ạ? Quay nè.
mới lên kéo trong rồi. Ui da. Đâu ơi. Cá bự tán tầng luôn. Ừ. Ừ. Nhỏ đi. Cái đuôi cho nó khô đó con. Hả? Cái đuôi cho nó khô đó. Khô rồi hả? Ngày hôm qua cá nhỏ nhỏ mà con cân 120. Cái này nhiêu ký chị? Cái này hả? Cái nhỏ hả? Cái này nhỏ này hả? Nhiêu ký chứ con? Cá bự. Cái nhỏ này đưa 50 ngàn ký thôi. Cá bự tới trăm mấy rồi. Người ta xẻ người ta bán là 200 ngàn ký cho em ấy. Có con nhỏ đó mà. Cái này hả? Đó, ừ. Rồi con. Rồi nó làm gì tới ký? Rồi phải lắm lạm thôi. Nửa ký rồi con. Con nhỏ không? Đây. Đây nè, chọc tay. Cái công nâu, con bự nha. Đây. Đây. Dễ gì đó, khó lấy. Cá còn sống mà, nó hết gì đó, hết lấy rồi. Trời thì vô rồi. Mấy giờ? Từ mua gì?
Ờ, phủ ra, được đó. Mua bán luôn nha kìa. Chưa. Cá bông hú còn sống. Đó đó mà con nát chụp cho cái đuôi. Cá bự bự lên cá gì chứ? Đó, hành á. Nó ngon á. Lạng vòng rồi kiếm gì rồi mua. Nó đi vòng vòng kiếm ít gì rồi mua. Thiệt nhỏ vô. Ê, ơi, ơi, bắt ra, bắt ra. Bắt ra, bắt ra. Đó không? Đây. Hả? Ơi, 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 ơi. Ôi, nó kẹp, nó kẹp. Đủ kịch. Ê ê. Cho cái bạch tối vô á. Bởi vì nó chết tội nó lắm. Chết rồi chết. Chết cái gì cũng chết. Bỏ miếng cát chưa, bỏ miếng cát chưa. Rồi, bye bye. Đi ra. Nhưng có lợi chú rồi. Đi bắt chạy cá luôn. Thùng. Đây nè. Đây là ông không chạy toàn ơi. Nó dốc về làm sao hết trơn. Giờ là phải đi kiếm thùng mót. Mua cái thùng mót kìa. Cá một thùng hả? Cua một thùng hả? Đi thử. Có sống một tàu đó. Từ rồi tôi quánh ra mà người ta kéo tới đó mà mày. Đi, em đi kiếm mình mất cho. Mua kia người ta đưa kiếm được ra. Đây là con quấn cái chuyện mấy người ta chúng tôi cái bà con chủ cái con mua cái cao cái
đó. Mấy con nó chứ mua có cái thằng quỷ đi quặn về tao quánh cái tao mới thấy tao tát máy tao mới lấy không? Tao mới lấy tao trắng ra tao sợ không quánh nào lại lại là cái tao không quánh lên là không quánh lên xuống cái lên xuống. Còn tao quánh cho nó lạng mạo hết nào chạy vô mà tao tưởng làm chi nữa. Đủ mà cái tao mới lấy cái tao quài ra tao quánh lại. Mùi nhỏ xíu mua làm gì? Nướng rồi nữa tao ngắt rồi còn gì nữa đâu ăn. Cái gì? Tươi gì tươi? Ai cũng không đánh con đi vô cái đường tươi gì. Tàu nó đang chạy vô rồi. Tươi gì tươi? Tại tao. Đâu có.